Xin chào tất cả các bạn, mình nhớ gì mọi người có khỏe không? Hôm nay Jin Ju muốn giới thiệu cho các bạn những sản phẩm của Skinage. Vì Jin Ju thấy dạo này sản phẩm của Skinage rất là hot ở bên Việt Nam và Hàn Quốc. Cho nên là hôm nay Jin Ju sẽ dùng thử rồi làm review cho các bạn nha. Đây, những sản phẩm của Skinage. Thì sản phẩm đầu tiên là Aguacate Avocado Oil, là dầu da trái bơ. Thì sản phẩm này được mệnh danh là nữ hoàng dưỡng da của Hàn Quốc. Thì 99,6% là tinh chất trái bơ nguyên chất. Thì sản phẩm này cũng được bán lại ở các Lotte Hàn Quốc. Sản phẩm này mình thường sử dụng mỗi buổi sáng và buổi tối, thì sẽ rất là tốt cho da. Và sản phẩm này sẽ giúp sẽ khít lỗ chân lông, và đặc biệt là giúp phục hồi da hư tổn. Tinh chất bơ của sản phẩm này sẽ giúp da của mình sáng và mịn căng hơn sau một thời gian các bạn đã sử dụng. Jin Ju đã sử dụng sản phẩm này khoảng nửa tháng rồi, và Jin Ju thấy hiện tại da của Jin Ju nhìn mịn hơn và căng hơn. Thì Jin Ju sẽ dùng thử sản phẩm này cho các bạn xem nha. Sản phẩm thứ hai là Skinage White Angel Whitening Milky Drop Cream, là kem White Angel Skinage. Thì sản phẩm này thì có thể thay kem face khi đi ra ngoài luôn. Và khi bôi lên kem này thì sẽ thấm rất là nhanh và lên tone trong vòng 1-2 phút. Sản phẩm này có công dụng dưỡng trắng da và làm mờ nám và tàn nhang, và giúp chống lão hóa da rất là tốt. Và sản phẩm này chiết xuất từ sữa non cừu nên dùng cực kỳ an toàn luôn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thử kem này nha. Sản phẩm thứ ba là Skinage V10 Glow BB Stick, là cây kem nền cỏ bên Skinage. Jin Ju rất là thích kem nền này vì một bên là kem nền, còn một bên này là đồ cỏ tán nền, cho nên là rất là dễ sử dụng. Kem nền này độ che phủ rất là tốt. Giữa lỗi kem nền còn có lỗi giúp trắng dưỡng và che phủ đến khoảng 70%, là che được tàn nhang và nám và mụn luôn. Khi bạn đánh lên và tan ra thì nhìn rất là tự nhiên, không ảo và bết da, và mưa cũng không trôi nữa. Nếu mà nhiều loại kem nền đánh lên thì mình cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Mà chỉ sử dụng kem nền này thì mình có thể cảm thấy rất là dễ chịu và dễ sử dụng nữa. Cho nên là Jin Ju rất là thích kem nền này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thử nha. Sản phẩm thứ tư mà Jin Ju muốn giới thiệu cho các bạn là Skinage Stick Blusher, là kem đánh má hồng. Thì các bạn đã thấy nhiều con gái Hàn Quốc và diễn viên Việt Nam thường xuyên đánh má hồng để làm cho má ửng hồng lên nên nhìn rất là đẹp, đúng không? Jin Ju cũng thường xuyên đánh má hồng cho nhìn trẻ hơn. Kem đánh má hồng của Skinage thì có 3 màu, mà màu này là màu số 1,
baby pink là màu hồng. Thì cái này thì làm bằng kem cho nên là khi mà đan lên thì nhìn rất là kỹ và nhìn rất tự nhiên, không như phấn. Xin chia sẻ test lên cho các bạn xem nha. Sản phẩm cuối cùng mà Jinju muốn giới thiệu cho các bạn là Skin Age Crayon Tint, là son môi của Skin Age. Sản phẩm này thì có 9 màu, mà màu này là màu số 6, là Sweet Coral. Jinju thấy màu coral rất là hợp với Jinju cho nên là Jinju sẽ dùng thử cái này. Jinju thấy son môi này lên màu cực chuẩn và có chất dưỡng môi cho nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng được. Và dùng một thời gian không đánh lại cũng mà môi vẫn rất tươi. Thì xin chia sẻ test lên cho các bạn xem nha. Điểm ngày hôm nay của Jinju mà sử dụng sản phẩm của Skin Age đã xong rồi. Các bạn thấy sao? Có đẹp không? Nhìn có đẹp không? Nhìn rất là tự nhiên, đúng không? Thì Jinju thấy sản phẩm của Skin Age rất là hợp với da của Jinju. Jinju đã make up xong rồi, thì bây giờ Jinju sẽ đi ra ngoài và uống cà phê. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Jinju. 감사합니다. 안녕.